Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt hai bị cáo gồm Huỳnh Thế Phương, 36 tuổi, trú quận Liên Chiểu, tù chung thân, Trần Minh Tân, 35 tuổi, trú quận Thanh Khê, 11 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, bị cáo Tân bị nhiễm HIVS nhưng vẫn thực hiện các việc mua bán ma túy. Theo cáo trạng, Phương đã có một tiền án, Tân hai tiền án về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Ra tù, cả hai tái nghiện. Trong đó, Tân sử dụng ma túy dẫn đến bị nhiễm HIV. Tân khai nhận do nhiễm HIV nên thường xuyên bị cơn đau hành hạ. Có lúc không chịu nổi, phải tự cắt tay. Tân phải sử dụng ma túy thường xuyên để cắt cơn đau. Để có tiền sử dụng ma túy, Tân mua nợ ma túy của Phương để bán. Trả tiền sau, từ đó rơi vào vòng luẩn quẩn của ma túy. Từ ngày 12 tháng 5 năm 2020, Công an quận Thanh Khê đã ập vào nhà của Tân tại phường An Khê bắt quả tang Tân và phát hiện hai gói ma túy đá được cất giấu trong phòng ở. Tiếp tục mở rộng, Công an quận khám xét khẩn cấp nhà ở của Phương, thu giữ thêm một lượng lớn ma túy đá. Tổng số lượng ma túy thu giữ được của hai bị cáo là gần 120 gram.